hãng đã chính thức ra mắt. Và đây là những gì các bạn cần biết về phiên bản cập nhật lần này của nhà Apple nha. Đầu tiên là thiết bị nào được cập nhật lên iOS 18. Thì những bạn nào đã cập nhật được lên iOS 17 thì có thể cập nhật lên được iOS 18. Tuy nhiên thì mình vẫn luôn khuyên những bạn nào đang sử dụng những dòng máy từ 12 trở xuống thì không nên lên iOS 18 nha. Và chia buồn với tất cả anh em nào đang dùng những iPhone này. Và tất cả những tính năng AI của mình sẽ không được trải nghiệm ở trên những chiếc iPhone này nhá. Apple có thể gọi là Apple Intelligence. Các tính năng thì cũng tương tự như các bạn thấy, như là chỉnh sửa ảnh trên S24 Ultra, chèn ảnh hay là thay đổi nền. Chưa hết, Siri còn có thể thông minh hơn, hiểu được tiếng Việt chẳng hạn, cũng như là thực hiện được những thao tác sâu hơn vào trong điện thoại chứ không đơn thuần chỉ là con chatbot. Các bạn ít khi hỏi dùng đến như bây giờ đâu. Một vài thay đổi nhỏ nữa đó chính là về thiết kế Console Center. Các bạn thấy nó có thể sẽ được thiết kế lại như thế này. Không biết là các bạn thấy xấu hay là đẹp, nhưng mà cá nhân mình thì thấy nó cũng lạ đúng không? Có thể Apple sẽ cho các bạn sắp xếp icon tùy ý trên màn hình, chứ không phải theo một thứ tự nhất định như trên iOS 17 bây giờ. Cụ thể như thế nào và có gì đặc biệt thì các bạn có thể thử trải nghiệm bằng cách tải bản beta của iOS 18 về thử nha.